Anh em nhá, đi đến Đà Lạt đấy, các bạn có bao nhiêu khách vào những cái khu du lịch này này, có thể được có tiền đấy. Các bạn vào cùng bán vé, bảo là chạy Grab, đọc biển số của mình thì đừng có đọc cái biển số khác mà đọc biển số 49, lấy biển số mình luôn, đọc số điện thoại. Bốn người, được 34 người đấy, rất là hay luôn, Hiếu vừa mới làm xong được luôn, nhờ mấy anh Grab ở đây nói thôi, nhờ mấy anh Grab đây chia sẻ cho là vào được 120. Tối nay Hiếu sẽ tắm 10 nhà chùa, thử thách ngủ trên xe tại thành phố Đà Lạt, tắm xin nhà chùa tắm 10 người nhá. Mới bà con ơi, xe Đà Lạt hôm nay thất thủ, kẹt xe ở đây thì không đi được, giống như lúc này luôn đấy, đứng có mười mấy phút xong rồi phải nhường nhau mới đi được. Đi ăn quán thương thương, quán nướng thương thương mà không còn bàn, không còn nơi vào nữa, lên trên kia thì cũng kẹt xe hỏi phải ra gì kìa. Bây giờ xe này xuống một quán mình móc mình chạy thẳng lên trên kia xem thế nào. Đi xe này mà bây giờ là đi đi mà làm sao đi xe số thì đúng khổ luôn này. Xe số là đúng là xe số là âm tôn chết luôn. Ngày hôm nay là đúng quán xá nó hốt tiền, quán ăn nào nó cũng đông người, đông nghẹt nghe nghe luôn. Sàn của em được không? Được, nhưng mà không có máy lạnh. Đỡ, nhưng mà trên này đa số không có máy lạnh đâu. Đỡ, không có nóng lắm. Ừ, có quạt. Sạn đẹp thế nhỉ, cái sạn đó không biết bao nhiêu tỷ, không mất bao nhiêu tiền, làm một cái view đắc địa quá mà. Mấy anh nghĩ là hơn 2 triệu cũng có chứ. Ừ. Mấy ông xe điện này đi giỏi lắm, chỗ nào cũng lách được. Hôm nay là thành phố Đà Lạt thất thủ các bạn, và những cái dịp ngày lễ hoặc ngày Tết thì kinh khủng lắm. Còn
sầu rồi, bín người nào nào. Xuân Hương, một biển rừng người, sợ thật. Đà Lạt thất thủ mỗi khi vào dịp lễ nghỉ Tết, dịp lễ. Thì chưa thiếu là một con Land Cruiser VX. Land Cruiser Bajado. Xóm Lèo. Xóm Lèo là cái quên tên của nhà hàng Lời của Gió Cà Phê BBQ này. Tiệm nướng Xóm Lèo Lời của Gió BBQ. Tôi nghe được lời của Gió. Tiếp tục đi thẳng qua Sun Home và Coffee. Em có ai nghe thấy Gió nói gì không? BB nhiều nhì chứ vẫn chưa tới mà mình vẫn chưa tới cái quán đó. Đây đây đây, nướng Xóm Lèo phải không? Đúng rồi. Bây giờ để xe chỗ nào đây? 200m nữa rẽ phải. Thôi được rồi, đây rồi bạn. Để anh xem để xe chỗ nào được. Hai quán nó khác nhau nhá, đúng không? Đúng quán này không? Em bọn em xem đúng đúng điểm check-in chưa? Để anh tìm chỗ để xe. Ôi ôi, đúng là Đà Lạt những ngày hôm nay các bạn ạ. Không có cái chỗ nào gọi là trống, không có chỗ nào là đậu xe được hết ấy. Ở đây là quán nướng Xóm Lèo, đã cách trung tâm thành phố độ khoảng gần 10 cây. Thế mà đông nghẹt luôn. Khiếp thật. Rất là chill các bạn ơi. Đúng là Đà Lạt thất thủ các mọi người ạ. Quán xá chỗ nào cũng đông. Và trong này thì có nhạc, chính vì vậy là Hiếu phải tiệm nướng Xóm Lèo đi BBQ âm lượng chuẩn của video các bạn nhá. Thì vào đây chúng ta sẽ order đồ ăn thức uống ở đây. Thì mỗi vé sẽ là một người là 280.000 kèm theo nước, rồi là khăn lạnh các kiểu nữa các bạn ạ. Thì phải lên đến mỗi người là khoảng 300-400.000 gì đó. Thì vào trong này thì nếu như chúng ta mà lấy đồ ăn mà ăn không hết thì sẽ bị quá đông khách, phụ thu thêm mỗi người 150.000 các bạn nhé. Nếu như lấy đồ ăn quá nhiều mà ăn không hết để vất vả trên bàn thì sẽ bị thu thêm là mỗi người 150.000 đấy các bạn. Nên là mọi người vào đây anh nhớ là ăn bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Mỗi người được một cái tem phiếu dán lên người hoặc là cầm một tay dán vào tay cũng được. À, đi vào chọn đồ ăn thôi. Cái lẩu nướng Xóm Lèo này thì giống như là một hệ thống BBQ ấy các bạn ạ. Gồm có các đồ nướng, lẩu. Chúng ta thích ăn loại nào thì chúng ta order đồ ăn ở đó. Đoàn của Hiếu hôm nay là có 5 người. Gồm có 4 người bên Việt Kiều Mỹ. Và Hiếu rất là vinh hạnh được dẫn các em đi chơi ở Đà Lạt. Làm cán bộ chỉ đường các bạn nhá. Và trong này thì khá là đông luôn. Đó, mỗi người thì hết khoảng 300.000, hơn 300.000 do là bọn Hiếu cũng gọi đồ uống là ít mà Hiếu chỉ dùng đến nước lọc thôi. Đó, hết tổng hết là 1.541.000 các bạn ạ. Cái view của Xóm Nước Lèo này thì khá là đẹp luôn. Đẹp lắm, có thể nhìn xuống phía dưới của cánh đồng các bạn. Ở phía dưới thì có
trồng rau, trồng hoa và để gắn các bóng đèn đẹp lắm, nhìn chill cho các bạn. Chỗ này cũng là một điểm để săn mây đó các bạn nhá, một điểm săn mây khá là đẹp luôn. Mực này không giòn mà cái mực này cái này ngon hơn này, cái mực này giòn giòn. Sáng sớm tại Đà Lạt, trời lạnh lắm. Mà mấy con ngựa này, mấy con ngựa cứ ăn cỏ cả suốt đêm á. Bây giờ thì họ sẽ mang vào để mang đi kéo xe này, rồi là chụp hình các kiểu đây. Không, mấy con ngựa này cứ ăn suốt đêm này. Họ phủ lên một cái bạt ở phía trên cho nó đỡ lạnh á, lạnh lắm. Hiện tại bây giờ mới có hơn 5 giờ rồi, 5 giờ 10 tại thành phố Đà Lạt đây, mọi người đang tập thể dục. Tối qua Hiếu không book được nhà nghỉ mọi người ạ. Không book được nhà nghỉ, chính vì vậy Hiếu phải ngủ trên xe. May được cái xe 7 chỗ này nó rộng rãi nên nằm thoải mái lắm. Gặp hai hàng ghế lại là nằm thoải mái. Nhưng mà không mang chăn, chính vì vậy hơi lạnh. Mọi người thấy cái sương mù kìa, cái nó huyền ảo chưa. Mọi người cũng ngủ ở trên xe rất là nhiều. Có thể là do đến mà không book được
phòng với các bạn, do là tàu nó đông quá nên là hết phòng. Sáng yên bình, trời khá là lạnh, mình cũng chuẩn bị mặc giày, đi giày để chạy thể dục. Chỗ này là cái chỗ giống như bãi xe các bạn. Cái này thì không bị thu phí thu phép gì đâu nhá, cứ vào để thoải mái luôn. Hiếu đang đi tập thể dục các bạn ạ. Bên cạnh hồ Gươm đi sướng, à quên, bên cạnh hồ Xuân Hương đi sướng thôi rồi. Đi đâu du lịch chỗ nào thì cũng phải đi du lịch thể dục các bạn nhé. Mọi người đang đạp vịt kìa, hả? Đạp vịt cũng giống như tập thể dục ấy. Xe này để mấy anh chị đi tập thể dục khá là nhiều. Hiếu cũng tranh thủ chạy xe cả ngày rồi, đi dạo bước xí để cho nó chân nó đỡ mỏi các bạn, tốt cho sức khỏe, tốt cho các khớp xương ấy. Nhìn thấy hội xe đạp là nhớ cái xe đạp của mình rồi, đàn xe xịn đấy. Ở đây là một cảnh rất yên bình trong một ngôi chùa sát bên hồ Xuân Hương mọi người ạ. Thì các bạn đang đi ở xa mà kiểu như của Hiếu á, không tìm được nhà nghỉ hoặc là không tìm được phòng trọ, thì các bạn có thể vào chùa hoặc là bất kỳ một tôn giáo nào cũng được các bạn ạ. Bất kỳ một cái cơ sở di tích tôn giáo nào để các bạn có thể xin đi vệ sinh này, xin tắm rửa này, có thể xin ngủ nhờ được luôn các bạn nhá. Thì cái video của Hiếu cũng xin kết thúc tại đây các bạn nhá. Tạm biệt mọi người.